Xin chào các bạn, mình là Cấp. Hiện tại mình đang là trưởng phòng kỹ thuật tại sửa chữa laptop24h.com. Như các bạn đã biết thì WD hay Western Digital là một trong những hãng sản xuất ổ cứng lớn nhất thế giới và được rất nhiều khách hàng tin dùng. Vì thế nên là việc kiểm tra bảo hành xem có phải sản phẩm ổ cứng WD mình đang dùng có phải chính hãng hay không, hay có được bảo hành trực tiếp chính hãng tại Việt Nam hay không, thì là một trong những việc được rất nhiều khách hàng của sửa chữa laptop24h.com quan tâm. Vậy trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để kiểm tra bảo hành chính hãng của ổ cứng WD Western Digital một cách hết sức đơn giản và chính xác nhất. Vậy thì câu hỏi đặt ra là kiểm tra bảo hành chính hãng của Western Digital áp dụng với các sản phẩm nào? Thì trả lời ở đây chính là áp dụng trên tất cả các sản phẩm ổ cứng của Western Digital. Việc kiểm tra sản phẩm có phải là chính hãng hay không thì hoàn toàn có thể kiểm tra được. Nhưng sản phẩm đó chỉ được bảo hành chính hãng tại Việt Nam nếu sản phẩm đó được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Hiện tại, từ ngày 19 tháng 10 năm 2021, đối với ổ cứng MyPassport ESD có số series bắt đầu với cụm WD-DKVX, ổ WD-PC có số series là SN520 và SN570 sẽ không kiểm tra được bảo hành trên mạng. Thay vào đó, thời hạn bảo hành sẽ bắt đầu kể từ 3 năm kể từ ngày kích hoạt đối với mã WD-BKVX và 5 năm đối với SN520 và SN570. Cách kiểm tra bảo hành ổ cứng của hãng Western Digital đơn giản, chúng ta sẽ làm theo các bước như sau. Bước 1, truy cập vào trang web bảo hành của hãng. Link trong web chúng mình có để ở phần mô tả của video, các bạn vui lòng kéo xuống dưới. Bước 2, xem thông tin ở trên ổ cứng có dòng chữ S trên L. Mã số sau chữ SN chính là mã series number của ổ cứng dùng để kiểm tra bảo hành của hãng. Bước 3, sau khi đến với màn hình trang bảo hành của WD thì các bạn chỉ cần chọn như hình và gõ series number, sau đó tiến hành kiểm tra, chọn Submit. Bước 4, đọc kết quả và kiểm tra. Sau khi đã chọn Submit thì bạn chỉ việc đợi màn hình của trang bảo hành WD loát dữ liệu và đọc kết quả để kiểm tra thời gian bảo hành của chiếc ổ cứng mình đang sử dụng. Vậy thì các chính sách bảo hành của Western Digital tại Việt Nam là như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé. Thứ nhất, chỉ bảo hành các ổ cứng có tem của nhà phân phối Western Digital ủy quyền tại Việt Nam. Các sản phẩm được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Thứ hai, đối với các lỗi phát sinh từ người tiêu dùng, ví dụ như là tự ý sửa chữa, làm biến dạng phần cứng, làm ướt, cháy nổ thì sẽ không được bảo hành và không áp dụng bảo hành đối với các vấn đề liên quan đến thiên tai làm hư hỏng ổ cứng. Tiếp theo, trong quá trình bảo hành sẽ không đảm bảo về mặt dữ liệu chứa trong ổ cứng. Mọi vấn đề phát sinh về mặt dữ liệu thì nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm. Ngoài ra, khách hàng tại sửa chữa laptop24h.com cũng có một cái số câu hỏi thường gặp phát sinh liên quan đến sản phẩm của Western Digital như sau. Thứ nhất, tại sao mua sản phẩm chính hãng của Western Digital nhưng không tìm được số series? Cái này thì lý do là khi các bạn mua sản phẩm của Western Digital với thời gian sử dụng dưới 2 tuần thì nhà cung cấp sẽ chưa kịp cập nhật số series number của các bạn lên trên trang chủ của hãng. Vì thế nên là các bạn hãy đợi sau khoảng 2 tuần thì nhà cung cấp đã cập nhật số series number của các bạn lên trên trang chủ của hãng thì các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra được bảo hành trên sản phẩm mà mình đang sử dụng. Thứ hai nữa là khi các bạn thực hiện kiểm tra bảo hành và nhận được thông báo là out of region, nghĩa là sao? Nghĩa là sản phẩm của các bạn mua không được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Vì thế là các bạn không thể thực hiện bảo hành trực tiếp tại Việt Nam. Vừa rồi là những chia sẻ của mình liên quan đến việc kiểm tra bảo hành chính hãng của các sản phẩm ổ cứng của hãng Western Digital. Hy vọng mà video này đã mang lại một số cái kiến thức bổ ích cho các bạn. Nếu các bạn còn thắc mắc gì thì vui lòng liên hệ với fanpage của sửa chữa laptop24h hoặc số hotline miễn phí 1800 6024. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Nếu cảm thấy hay và bổ ích thì vui lòng cho chúng mình xin một like, chia sẻ và subscribe kênh của sửa chữa laptop24h. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.